Huyện đảo Phú Quốc ngoài thế mạnh là du lịch biển, hòn đảo này còn nổi tiếng với những sản vật từ biển như nuôi cấy ngọc trai. Ngoài nuôi cấy ngọc trai, nuôi cá lồng bè cũng được phát triển mạnh những năm gần đây. Những mô hình kinh tế biển này đã góp phần làm giàu từ biển đảo quê hương. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những sản vật tại huyện đảo Phú Quốc thì ngọc trai được biết đến là một sản vật quý giá, có giá trị về thương mại và du lịch. Nếu như trước đây, nghề nuôi cấy ngọc trai chỉ phát triển nhỏ lẻ ở xã Dương Tơ, thì bây giờ nghề đã phát triển thêm một số nơi tại huyện đảo Phú Quốc, trong đó có vùng biển An Thới. Vâng, thưa anh có thể cho biết là cái quy trình kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai như thế nào được không ạ? Quy trình nuôi cấy ngọc trai thì đòi hỏi kỹ thuật và nó rất là quy mô và rất khó khăn. Bởi vì trong quá trình nuôi con trai thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là con giống, thứ hai là kỹ thuật nuôi cấy để tạo ra một viên ngọc trai đẹp. Nuôi cá lồng bè trên biển cũng là một mô hình kinh tế biển phát triển mạnh những năm gần đây tại huyện đảo Phú Quốc. Tương tự như những hòn đảo khác tại tỉnh Kiên Giang, nuôi cá bè là một trong những mô hình kinh tế nổi trội tại vùng biển An Thới, huyện đảo Phú Quốc. Thị trường tương đối ổn định và giá trị kinh tế cao là những yếu tố then chốt khiến cho nhiều người dân xứ đảo bám giữ nghề nuôi cá bè. Vâng, chào anh ạ, gia đình nhà anh nuôi cá bè được lâu chưa ạ? Được 5 năm rồi. Từ khi nuôi cá bè thì kinh tế gia đình nhà mình như thế nào ạ? Nhờ nuôi cá bè kinh tế phát triển lên. Để nuôi cá lồng bè, ngư dân ở đây phải sử dụng gỗ cây kiềng hoặc tràm, bạch đàn để làm khung bè nuôi, bè nổi trên mặt nước nhờ những hàng thùng phi nhựa. Cá lồng bè tuy không được nuôi với số lượng lớn như một số đảo khác, nhưng đây vẫn là mô hình kinh tế biển có hiệu quả kinh tế cao. Ngoài phát triển du lịch thì phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo được chính quyền và người dân huyện đảo Phú Quốc chú trọng. Ngay sau đây chúng tôi xin được trò chuyện trực tiếp với ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quốc về định hướng trong việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thưa ông, là trong những năm qua thực hiện chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam thì chính quyền và người dân huyện đảo Phú Quốc đã thực hiện cũng như là định hướng mục tiêu về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của huyện như thế nào ạ? Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm ở phía tây nam của Tổ quốc. Thì có thể nói là huyện đảo Phú Quốc có một cái chiến lược rất là quan trọng cho cái quốc phòng và an ninh. Bên cạnh đó thì Phú Quốc cũng có một cái lợi thế và tiềm năng đặc biệt cho phát triển kinh tế. Thì có thể nói là cùng với cái chiến lược phát triển dịch vụ du lịch của Phú Quốc thì cái tiềm năng cũng như phát triển kinh tế biển Phú Quốc cũng rất là đa dạng và phong phú, đặc biệt là khai thác, chế biến thủy hải sản cũng như dịch vụ du lịch cũng như vận tải vân vân. Đây là những cái lợi thế, những cái chiến lược mà hiện nay cái Phú Quốc đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua. Vâng, thưa ông, trong thời gian tới thì huyện đảo Phú Quốc cần thực hiện cái chiến lược như thế nào và cần cái cơ chế chính sách như thế nào để thực hiện những cái mục tiêu trên ạ? Có thể nói rằng hiện nay Phú Quốc rất là cần những cơ chế chính sách nổi trội của Trung ương, của tỉnh Kiên Giang liên quan đến một số cái cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù để mà thúc đẩy cho cái phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo, bảo vệ an ninh quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là một đại chiến lược của đất nước, vừa cấp bách vừa lâu dài. Cùng với cả nước thì huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2020, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh,